Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình giới thiệu các bạn thêm một gốc mai cũng khá là đẹp bạn. Gốc này tay cành rất là lực nha, nhìn từ xa nha. Cây này chân cành cổ luôn các bạn ơi. Nguyên bản nha, đây cái bộ tàn đây. Cái này thì anh chủ vườn anh mới đem về các bạn, anh mới xuống lá luôn nha. Hôm qua. Đây. Vàng xương quá đẹp luôn. Đặt kẹo luôn. Cây này thì chiều cao nó tầm khoảng trên 3 mét các bạn. Còn tán ngang thì khoảng 3 mét rưỡi. Bộ tàn đều tất cả các mặt luôn nha. Mặt bông thì theo chia sẻ của anh chủ vườn thì nó từ 5 đến 8 cánh các bạn. Bông chùm nha, cánh lớn. Vàng xương này thì anh em có thể anh em chằng ra thêm mặt cho nó rộng ra nha. Rồi đây là mặt tàn phía bên đây các bạn ơi. Bộ tàn này không chống lỗ nào hết nha. Đặt kẹo luôn. Rồi bắt đầu tiến lên mình quay cái để cho bạn xem. Đây tiến gần hơn nữa các bạn ơi, quay cho bạn xem đây. Đây là vàng xương đây, hết hồn luôn, một cúc đi lên nha. Đây cúc chủ nằm phía bên đây. Đây chân cành là hết ý luôn các bạn ơi, đều rút luôn nha, đóng rất là lực. Cây này theo chia sẻ của chủ vườn thì nó khoảng trên 40 năm các bạn. Gần 50 năm nha. Đây. Quá tài luôn. Rồi đây là bộ đế đó bạn ơi. Cái này dán siêu siêu quá. Thân đây nha. Đế là hết cái bầu luôn. Mình có để cái thước vô cho các bạn xem thử bạn, hoành chỉnh luôn nha. Hoành chỉnh 60 các bạn ơi. Để bỏ đều nha, tứ diện hết luôn. Đây. Cây này anh em nào mà thiện chí thì mình alo trực tiếp chủ vườn các bạn ơi, số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề nha, để anh em tham khảo cái mức giá. Cây rất đẳng cấp nha, nguyên bản. Rồi tiếp theo các bạn ơi, giới thiệu các bạn thêm một gốc mã số 2 nha. Cây này cũng cây thiên nhiên nguyên bản luôn. Cây này cũng mới xuống lá luôn các bạn. Đây, vàng xương là nói chung là đặc sệt luôn nha. Cục cành đóng từ dưới lên trên, bích thân luôn. Cây này nó lên xù các bạn, xù nu nha. Cây này khá là xung. Mình quên vòng cho các bạn xem vàng xương nha. Nguyên bản thiên nhiên luôn ạ. Tiến lên quay cho các bạn xem đây. Đây là bộ đế này. Đế đẳng cấp luôn. Thân thì xù nu từ dưới lên trên. Cây này anh em nào có dây sở hữu thì về mình lên cái bồn cao cao các bạn chơi. Cái bồn này thì uống khá là lớn nha. Cây này là khỏe các bạn ơi. Uống bồn lớn như là mình về mình chăm nó cũng cái cây nó cũng mau phát đó các bạn. Lấy hết qua cái bộ đế luôn, rễ luôn. Một cúc đi lên. Đây. Đây những điểm nó xù nu mà. Quay cho các bạn xem nè. Đây nè. Cục lên nha. Mấy cục này có thể là tương lai là nó bự các bạn. Bự vậy nha. Nu sung nữa, lớn nữa các bạn. Đang trong giai đoạn bể xù rất là nặng nha. Cốt cành nè. Lắc lượng luôn. Độc đáo luôn. Cây này nó tầm khoảng 50 năm tuổi các bạn. Chủ nhà này trồng nguyên bản từ xưa tới giờ luôn. Thả luôn. Mình thấy bộ tàn nó luôn là nó phân bổ này cũng đều các bạn. Cái mã số 2 này anh em nào thiện chí thì mình cũng liên hệ với chủ cây các bạn ơi. Qua số điện thoại đến phần tiêu đề nha, để mình tham khảo cái mức giá. Rồi mình giao lưu về mình chơi các bạn ơi.
Đây vàng xương nha. Cái này chiều cao nó thì tầm khoảng trên 3 mét các bạn. Tán ngang này nó khoảng trên 5 mét. Này tàn lớn nha. Này mới xuống lá thì chủ cây người ta mới che cái lưới lại bạn, cho cây nó dịu.